Hello em Cao, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Và đây là tiếp tục lại là ông chú đã ủng hộ em Cao tới vài sản phẩm rồi. Equalizer DL370 sinh ra tiếng gọi là thông thường gọi là đẻ ra ở Anh các bác nhá. Đó, đẻ ra ở Anh, Make in England. Đây là những cái dòng mà Equalizer em Cao cũng thường cung cấp cho tất cả các bác, và tình trạng thì đẹp xuất sắc. Con này thì nó cũng có một cái đặc biệt, đó là nó gồm hai con tụ nguồn khác với con khác, là nó như là một chút có gì gọi là đặc biệt hơn. Đó, hai con tụ lọc nguồn thì ông chú ở Hải Phòng thì em lên kênh để đã dinh ngay. Đó là những cái gì mà các chú ủng hộ em Cao, và em Cao cũng muốn test nhanh một chút, có một chút công việc riêng. Dạo này em Cao cũng rất là bận, thế cho nên là em Cao cũng đã test rồi. Ông chú là một cặp dây và equalizer này thì chúng ta biết sử dụng thì chúng ta nó rất là hay và tinh tế, nhưng mà nếu không biết chúng ta lạm dụng quá thì thành ra nó hỏng cả tai. Cho nên là những con này là những con mà phải nói những con mà em Cao cũng đánh giá cao về cái dòng cơ analog, nhưng chất âm cực kỳ sạch sẽ và cắt phát nào ra phát đấy, êm du luôn. Đó là những cái gì mà các bác cũng đã chứng kiến ở Cao JBL Hoàng Mai bán rất nhiều cái dòng Equalizer DL370 Make in England các bác nhá. Còn gồm có một cặp dây và em Cao đã dán tem để gửi tới ông chú tại Hải Phòng một chút nhanh một chút. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều, các chú rất là nhiều trên mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành tin tưởng với Cao JBL Hoàng Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên hãy tặng em Cao một like.